Chào em, đã đến với bài giảng môn vật lý của thầy. Hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các bạn một kiến thức rất là quan trọng được ứng dụng nhiều trong thực tế. Rồi bây giờ các bạn xem trên màn hình. Rồi, hàng ngày thì chúng ta sẽ nghe cái dự báo thời tiết ở một nơi nào đó và các bạn thấy là có một cái số liệu mà chúng ta thường hay nghe là độ ẩm của một nơi đó là ví dụ ở đây là 82%. Thì 82% này có ý nghĩa như thế nào? Hoặc là một số hiện tượng trên thực tế là chúng ta quan sát bức tường của chúng ta lâu ngày cho nên bong bong tróc như thế này, và thực phẩm mà chúng ta để ngoài không khí lâu ngày như thế này thì nó sẽ gì đây, nó bị ẩm mốc lên. Như thì hiện tượng bong tróc và hiện tượng ẩm mốc liên quan đến độ ẩm như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay. Đó là bài 39, độ ẩm của không khí. Như vậy khi nói đến độ ẩm của không khí thì chúng ta phải nắm được ba khái niệm cơ bản như sau. Đó là một là độ ẩm tuyệt đối được ghi là chữ A nhỏ. Thứ hai, độ ẩm cực đại ghi là chữ A lớn. Và thứ ba là độ ẩm tỷ đối ghi là chữ F. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất. Đó là độ ẩm tuyệt đối A của không khí trong khí quyển là đại lượng đo bằng khối lượng M tính ga gam của hơi nước có trong 1 mét khối không khí. Nghĩa là lượng hơi nước này tính bằng gam có trong 1 mét khối không khí. Như vậy thì chúng ta sẽ nắm được tại sao trong trong không khí này có hơi nước các bạn. Ở cái bài mà sự chuyển thể của các chất chúng ta cũng đã nắm rồi, thì nguyên nhân mà để có hơi nước trong không khí là do quá trình bay hơi. Là quá trình bay hơi là một số phân tử ở bề mặt nước như thế này, nó sẽ có động năng chuyển động nhiệt lớn, do có thể là nhận năng lượng từ từ ánh sáng mặt trời hoặc là từ năng lượng là gió đó, nên chúng có thể thắng được lực cản hay là công cản do lực hút của các phân tử nước nằm trên bề mặt nước và thoát ra khỏi bề mặt nước trở thành các phân tử hơi nước. Vì thế mà ở trong là không khí này sẽ có hơi nước là như thế. Rồi như thì đơn vị được đo là của độ ẩm tuyệt đối là gam trên mét khối. Rồi các bạn sang khái niệm thứ hai là độ ẩm cực đại. Thì các bạn chú ý là độ ẩm cực đại A lớn là độ ẩm tuyệt đối. Nó là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bão hòa. Các bạn chú ý chữ hơi nước bão hòa. Mà hơi nước bão hòa có nghĩa là gì? Khi mà hơi nước mà đạt cái trạng thái bão hòa có nghĩa là quá trình mà bay hơi và quá trình ngưng tụ nó sẽ cân bằng nhau. Có nghĩa này là cái phân tử hơi nước ở trong không khí là lớn nhất, nên độ ẩm trong trường hợp này là độ ẩm cực đại A. Và đơn vị được tính đó là khối lượng riêng, tính là gam trên mét khối không khí. Và chú ý nữa là gì? Nữa là giá trị của độ ẩm tuyệt đối A mà A tăng theo nhiệt độ, có nghĩa là nhiệt độ càng tăng thì các phân tử hơi nước có trong không khí nó nhiều, dẫn đến là độ ẩm cực đại nó sẽ tăng, hay là quá trình hơi bão hòa này nó sẽ tăng. Rồi chúng ta sang khái niệm thứ ba là độ ẩm tỷ đối F. Độ ẩm tỷ đối F của không khí là đại lượng đo bằng tỷ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối A nhỏ và độ ẩm cực đại A lớn của không khí ở cùng nhiệt độ, và F được tính bằng A nhỏ chia cho A lớn nhân cho 100%. Như vậy thì cái số liệu từ đầu bài là 82% cho ta biết là độ ẩm tỷ đối của không khí của một nơi nào đó. Hay nói cách khác, độ ẩm tỷ đối là độ ẩm mà chúng ta thấy là chúng ta xét là hơi nước có trong một mét khối không khí so với độ ẩm của hơi nước đó đạt trạng thái bão hòa trong cùng một thể tích. Rồi, và chúng ta thấy là độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại nó sẽ tăng theo nhiệt độ. Nhưng mà đối với độ ẩm cực đại thì nó sẽ tăng nhanh hơn. Nên độ ẩm tỷ đối, nó sẽ giảm. Theo công thức này, A nó tăng, A lớn nó tăng nhưng mà A này nó sẽ tăng nhanh hơn, nên số mẫu nó lớn hơn nên cái nguyên tỷ số này nó sẽ nhỏ. Nói tóm lại, độ ẩm tuyệt đối A và độ ẩm cực đại A nó sẽ tăng theo nhiệt độ, nhưng độ ẩm cực đại sẽ tăng nhanh hơn, nên dẫn đến độ ẩm tỷ đối nó sẽ giảm. Rồi trong khí tượng học thì độ ẩm tỷ đối F được tính gần đúng bằng tỷ số phần trăm giữa áp suất riêng phần B của hơi nước và áp suất B bão hòa của hơi nước trong không khí ở cùng một nhiệt độ. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây, chúng ta chú ý từ cái phần một tô màu đỏ là áp suất phần trăm giữa áp suất riêng phần B của hơi nước. Thì áp suất riêng phần B của hơi nước là gì? Đó chính là áp suất do riêng lượng hơi nước có trong không khí gây ra.
Còn áp suất hơi bão hòa là áp suất do hơi nước ở trạng thái bão hòa gây ra. Và F sẽ bằng B chia cho B bão hòa nhân cho 100. Vì chúng ta đã tìm hiểu xong là cái ba khái niệm này, và chúng ta chú ý hai cái vấn đề. Thứ nhất là không khí càng ẩm thì độ ẩm tỷ đối F nó sẽ càng cao. Và có thể đo độ ẩm của không khí bằng các ẩm kế, ví dụ là ẩm kế tóc, ẩm kế khô ướt và ẩm kế điểm xương, thì các bạn sẽ tìm hiểu trong cái phần em có biết. Rồi chúng ta sang phần thứ tư là ảnh hưởng của độ ẩm không khí đối với đời sống của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có hai phần là độ ẩm tỷ đối của chúng ta, là độ ẩm tỷ đối là lớn hoặc là độ ẩm tỷ đối nó nhỏ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta như thế nào. Thì chúng ta sang phần thứ nhất, đó là độ ẩm tỷ đối thấp. Nếu mà độ ẩm tỷ đối thấp thì sự bay hơi qua các lớp da của chúng ta nó càng nhanh, thì thân người càng dễ bị lạnh, và qua đó thì khiến cho da bị khô, khiến cho da bị khô, nứt nẻ tay chân, khiến cơ thể cảm thấy là khó chịu. Và theo các chuyên gia về sức khỏe thì độ ẩm không khí tốt cho sức khỏe của con người là khoảng ở mức là 55-65%. Và con người luôn cảm thấy là thoải mái, tinh thần vui vẻ, quá trình là thoát mồ hôi diễn ra là tốt hơn, và không mất nước cơ thể nhiều. Đó thì trong thì đối với mức độ thấp thì thấp khoảng là 55-65% là vừa. Rồi chúng ta sang như vậy thì đối với độ ẩm tỷ đối thấp thì nó sẽ ảnh hưởng như thế. Rồi nhưng mà chúng ta sang phần hai là độ ẩm tỷ đối đã cao. Tuy nhiên khí hậu Việt Nam thì với tính chất nhiệt đới gió mùa và nhiệt độ trung bình là khoảng 21 độ C thì độ ẩm của không khí là cao, là trên là 80%. Như thì trên 80% này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? Vậy thì chúng ta biết là đối với là độ ẩm tỷ đối mà nó cao thì sự bay hơi qua da nó chậm, khiến con người luôn là mệt mỏi. Và tình trạng này kéo dài thì tạo điều kiện cho các virus, vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi nảy nở, tăng nguy cơ gây các bệnh về hô hấp như là cảm cúm, sốt, khó ho, khó thở, viêm phổi, nhiễm trùng đường tiêu hóa, bệnh ngoài da và hiện tượng dị ứng rất là khó chịu do da phải ẩm ướt như thế. Rồi tiếp theo, nếu độ ẩm cao thì chúng ta thấy là cây cối sẽ tạo điều kiện cho cây cối phát triển. Đó, độ ẩm ở trong khí mình cao thì làm cho cây cối là phát triển. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là gì? Là cái bức tường này nó sẽ bị ẩm mốc, ẩm mốc như thế này. Đó, các bạn thấy ẩm mốc và bong tróc lên. Rồi cái ảnh hưởng tiếp theo nữa là các cái làm ẩm mốc các cái thực phẩm của chúng ta, ví dụ là bánh mì của chúng ta là ta để nó ẩm mốc như thế này và bốc như thế này, nó sẽ ẩm mốc do cái lượng hơi nước nó thoát cao hơn mà không khí nó chậm, nó giữ lại các sản phẩm này làm cho cái thực phẩm này nó sẽ bật trở nên ẩm mốc. Ảnh hưởng tiếp theo nó là làm ẩm mốc các cái vật dụng bằng kim loại, ví dụ là đinh ốc như là hoặc là các cái bánh răng như thế này bằng kim loại như thế này, do trong không khí này có hơi nước kết hợp với oxy, nó sẽ tạo oxy hóa các cái kim loại của chúng ta. Đó. Tiếp theo là đó là đối với những cái dụng cụ mà quang học, những dụng cụ quang học ví dụ là kính. Kính ở đây có thể là kính của là máy ảnh, máy quay phim hoặc là ống nhòm, ống thiên văn, kính hiển vi, kính lúp mà chúng ta đã học thì chúng ta biết rằng nó sẽ bị ẩm mốc như thế này. Đó giống như hình răng che như thế này. Vậy thì để chống ẩm mốc thì chúng ta sẽ có những biện pháp như thế nào? Thì chúng ta sẽ thứ nhất là chúng ta dùng chất là gì đây? Chúng ta phải dùng là nhiều biện pháp như là dùng chất hút ẩm. Bạn thấy là trong các sản phẩm và thực phẩm trong những giai đoạn hiện nay thì nó thấy thường có bọc gọi là gì đây? Hay chất hút ẩm ở trong các sản phẩm của chúng ta. Hay chúng ta dùng máy sấy nóng để hạn chế chống ẩm, chúng ta dùng máy sấy nóng. Hoặc là chúng ta dùng các cái quạt thông gió, quạt thông gió. Hoặc là chúng ta đối với những vật liệu bằng kim loại thì chúng ta có thể bôi dầu lên các thiết bị bằng kim loại để tránh ẩm mốc. Đó, đây là gì? Tiếp theo là chúng ta sẽ là phủ cái chất dẻo lên các bản mạch điện tử. Mạch điện tử thì của bằng kim loại nó dễ bị sét và dễ bị oxy hóa nên chúng ta sẽ phủ chất dẻo lên bản mạch điện tử để chúng ta sử dụng được lâu hơn để chống ẩm mốc. Rồi, đó là ảnh hưởng của độ ẩm tỷ đối đối với không khí chúng ta. Bây giờ chúng ta sang bài tập củng cố. Rồi câu thứ nhất, khi nói về độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tuyệt đối thì kêu là chữ A nhỏ các bạn. Câu nào dưới đây là đúng?
A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng tính ra kg của hơi nước có trong 1 mét khối không khí. B. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng tính ra gam của hơi nước có trong 1 mét khối không khí. Câu C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng tính ra gam của hơi nước có trong 1 cm khối không khí. Và D. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng tính ra kg của hơi nước có trong 1 cm khối không khí. Như vậy thì chúng ta ngay từ đầu bài hãy định nghĩa cho các bạn thì bạn nào chú ý thì tới đây chúng ta có thể chọn được một cách rất là dễ dàng là gì các bạn? Theo định nghĩa, độ ẩm tuyệt đối của không khí là có độ lớn tính bằng gì? Tính bằng khối lượng tính bằng bằng gì các bạn? Bằng gam có trong 1 mét khối không khí. Như vậy thì dựa vào 4 đáp án này chúng ta dễ dàng chọn đáp án là đáp án B. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo. Rồi chúng ta sang câu số 2. Câu số 2 có nội dung như sau. Mặt ngoài có một cốc thủy tinh được nước đá, thường có nước đọng thành giọt và làm ướt mặt cốc. Giải thích tại sao? Các bạn quan sát hình. Đây các bạn thấy nè. Đây rất thực tế nè. Đó, cốc nước lạnh của chúng ta để ngoài không khí sẽ có những giọt nước đọng thành giọt ở mặt cốc này. Chúng ta giải thích như thế nào các bạn? Thì giải thích như sau, là lớp không khí tiếp xúc với mặt ngoài của thành cốc đựng nước đá thì nó bị lạnh và nó bị làm lạnh. Xuống đến nhiệt độ điểm xương của nó nên hơi nước trong không khí đọng lại thành xương và tạo thành giọt trên cốc. Có nghĩa là không khí nó sẽ ngưng tụ trở lại. Thì ở đây chúng ta sẽ có một khái niệm là nhiệt độ điểm xương. Nhiệt độ điểm xương là gì? Thì cũng cung cấp cho các bạn là nhiệt độ điểm xương của một khối khí ở áp suất khí quyển cố định là nhiệt độ mà ở đó thành phần hơi nước trong khối không khí ngưng động thành thành chất lỏng. Đó, ví dụ ngưng động thành là chất lỏng như thế này. Hay nói cách khác, điểm xương là nhiệt độ mà độ ẩm tương đối của khối lượng không khí đạt đến 100%. À, 100%. Nó sẽ ngưng tụ thành thành giọt như thế. Rồi, đó chính là cái câu số 2 để củng cố là các bạn cái phần kiến thức là độ ẩm không khí. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi và chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.